Ừ vô rồi. Dạ chưa, ra chưa? Ê, 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 ê. Dạ. Mấy con hả? Cậu lại chạy con nữa. Không làm con lắm. Chạy nó Vinh, chạy nó Vinh. Anh thằng con lại chơi. Nhung nhỏ chào bà chú đến kênh Nhung Lớn Vlog rồi bà chú. Nay con cho Tám với anh Vinh đi chạy kiếm mớ cá ăn cơm chiều nha bà chú. Giờ bà Tám nó đi đẳng về đi không bà chú ơi. Vinh với từ từ cắm đầu với đi. Ơi Vinh cái động cái gì mà yếu chân. Tao. Vinh cái hang bị bán Vinh. Đi đi lại đó quá trời cá đẳng nó ngớp rồi, mình đợi cho nó ngớp rồi mình mới giải nè chú chị. Đi. Đi nha đi. Vinh Vinh đừng có đụng xuống nước bây giờ đi, đừng đụng Vinh để tao lại. Lâu dữ lắm mà không có xuống cái coi cái chỗ này là mình đổ ống cống nước. Cá. Ấy chú dữ trời. Ôi gọi. Có không? Có sao mà yên tĩnh như vậy? Điện mạnh vào đó rồi đó. Mưa. Mưa của chú vậy thôi. Chết rồi kìa. Hãy quên đi cái vụ rồi. Ơi dính gì kìa. Dính nè, dính nè. Mày ơi. Dính nè, dính nè, dính nè. Đây ơi, đây. Cậu lạ chàng. Ủa, ngồi góc chân luôn rồi. Đem sao đi Ngung Nhung ơi, Nhung ơi. Cái gù vi con nhóc ở trên nè. Có cái sạc thôi kìa. Nhóc cái. Rồi xuống gỡ rồi đó. Ừ gì tao. Cá. Ủa cá nhóc chân nè. Ủa chạy đi ngon à. Cá con. Cá đó là hả gì. Hả mấy cá à. Kiếm ừ cá đâu kiếm bự đi. Ủa nhỏ đi. Được. Ủa được 5 sức con chạy đó ngon rồi. Cứ như là thấy đủ khu eo rồi đó. Được 5 con mỗi chú. Để anh chạy để coi. Anh hạnh nó vô cái hết nó chuyện được không? Đó lử hả? Đó rồi. Trời Tám chạy đi nè. Tao xuống làm nhiệm vụ đi nè.
Thuốc đắng rồi ta. Ủa sao nó ra chưa hả? Nên cái này nhỏ quá nhỏ. Ủa cái nhiều. Ủa đại chạy luôn rồi. Đưa lên mà ta. Cầm lên coi. Đại chạy hết rồi. Từ từ. Ủa cái này có chút nhiều, đại chạy hết rồi. Ủa. Cái này quay cái mời cái bài đây rồi đó. Ôi ôi. Quá rồi, chú ơi, cái này gỡ được quá nhiều. Đầy một chạy cứ nhắc hết rồi nhưng mà. Ủa rớt ra nè. Ủa nè. Một chạy luôn. Đừng có vũ cô tám. Trời ơi trời ơi. Cá sạc cái gì bự bự không ai. Vũ quà. Không vũ thì găng quên. Đi găng phẹt đi vậy. Ôi cá. Có cá rồi. Trời ơi. Nó vũ. Cười cái giấy đó cho cái bụi nào mà chú ha ha bám bằng tay luôn. Cái này cá mới đẻ nè. Vô bánh cái này vô thiệt chứ. Đấy ra dính tới cái này ra chân mấy thôi. Cái này đi dưới mình xiết cái nhông nhỏ rồi tới giờ cao điểm rồi. Bạn ở bên này đổ chừng một thùng nữa được rồi. Lấy hai giỏ xuống. Ra quang hả? Đút cái đầu đàng hoàng vô. Quang Vinh đây mày đỡ tiếp tao lên nè Vinh. Đỡ tiếp mới lên gì Vinh? Đỡ tiếp này đỡ vô nó ra. Đỡ nhẹ lên nè. Đỡ nhẹ lên thôi. Bịch đi. Lụ ra gà. Trời cái này khó chết. Đút cái đó vô góng á. Đổ cống đâu Vinh? Tại đâu nè. Cống rồi. Nè đưa vô cái chưa dạ, dạ. Chưa gọi. Okay, ok vô cầm cái lỗ nè. Rồi, ok cái lỗ này nè. Ok rồi chơi Vinh ơi. Chơi giả cao lên nghe nha Vinh. Giả cao lên nhung nhỏ chưa nha. Như cái bụng đi chưa nha. Mới giả rồi anh chưa. Cái lên cái cao lên đi. Để đây thấp chút. Cao lên mạnh lên. Có cửa động. Trời ơi vô rồi vô rồi. Từ từ nhóm nhỏ từ từ nhóm nhỏ. Dở dở. Để qua đây dở lên dở lên. Khoan từ nha. Dở lên đi. Đi lặn tới luôn đi lặn tới đi lặn tới. Dở lên chết thôi. Dở lên. Đâu 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 nhung nhỏ nữa. Mèn đét con. Cá lóc. Bò cái đầu rồi gai gai ngoài chứ. Đây nè. Rồi khoan để luôn đi nhung nhỏ. Đừng có đem lên. Không có đi đâu. Đây nè. Đi ra đây này cái cháu khá đi nhung nhỏ. Nè đây nè. Kệ để nhung nhỏ. Khoan. Cái này đem lên cho bà Tám đi. Đem hồi nó đi vậy.
lên nha. Lên cao đi Vinh, đừng đẹp giả tiếp lên cao đi. Có cơ động không? Thấy em ru vậy. Tới luôn đi Vinh, tới luôn đi, tới luôn. Từ 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 từ. Ừ, rút ra vậy đó. Có là tự có à. Nhẹ nhẹ xuống thôi. Ôi, vô ba cái bả không? Có, bà đá. Để yên nguyên được, nhận xuống. Còn không? Trời ơi, mấy ống mà. Hai còn hai ống rồi. Hai ống, còn ba ống nữa. Rồi còn hai ống nữa. Ê, ở đây nãy giờ dễ chưa anh? Rồi, bây giờ ở đây biết. Không, cốc này dễ rồi, giống cái lỗ nãy rồi. Vô ngoài nước ra. Gì? Có không? Ống bự vừa lỗ bể là... Vì cái giả nghe gà đụng thôi. Ê, đưa đây, đây lỗ bự không? Không, không, lỗ nhỏ nè. Đây. Khoan hay dở, bởi dở đầu Vinh trước đi, để ấy cái đầu lại đâu rồi, cái ống rồi. Bên đây nhẹ nè. Ôi, cái ống này hở. Bên đây đây. Bên đây hở nè. Ngoài đây nè. Chưa. Khoan rồi. Tao nào. Khoan đưa tự nghe cái tay con. Cái ống nó có dở chứ nãy cái ống này lại gỡ rồi mà Vinh. Chưa, ống nhỏ. Nhỏ chưa. Chưa, 1, 2 quá. Từ từ. Nhẹ thôi, nhẹ từ từ thôi, để nước luôn. Có không? Cái còn cái nữa. Chưa còn nữa mà, tới 4 ống lận. Tại vì 3 ống không vậy? Trời, nãy đồ hộp sai vô cái lỗ, ống nhỏ một cái. Quần tay hết. Ông này đổ chưa? Ê da, ngồi ốc cắt. Ông này đổ chưa? Đâu. Đây. Ông này đổ chưa? Ở ngoài thì chưa đổ nè. Rồi ra ngoài đi chung á. Ê, ông bị bể rồi đúng rồi, mở rồi. Bể cái gì? Bể. Bể đâu xa chứ vậy? Nè. Đâu xa đâu ức đâu. Ống này xa lắm nè. Ủa đâu tuốt đằng này vậy? Nghe này Vinh. Vô chơi chơi nhau nữa. Mày nhớ Vinh. Cái ống này đâu xa vậy, cái ống này mới nè. Từ thôi, lấy gai thôi. Ở đâu có lỗ bể không? Chưa, không đâu có lỗ bể đâu. Ống đâu rồi, không có rồi. Có rồi, có lại nhảy cà cạp rồi. Rồi, lại xuống đi, dùm lên trên nè. Có lại nhảy cà cạp thì có sình. Lấy cái sình nè. Lấy con đê. Ống này dở rồi. Ống này nó. Lấy vô mấy ống ta. Một ống. Kiếm đại có dính. Mày ngồi 38 dở quặng chạy hết trơn rồi cô chú. Ủa, cái lục kiến nó có chữa rồi bà ta. Đâu bà ta? Mày để coi đưa bà ta. Cứng chạy chân luôn nè. Trời đang mưa lông lông luôn mọi chú. Giờ đây trời mưa cá vô quả gì vô hết trơn. Một. Có không? Có em gù luôn nghe nhỉ. Một. Cái gì mà hết trơn nó hết đi. Giờ nó hết lọt vô trong luôn nghe Vinh. Để cả lên Vinh. Từ 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 từ. Chưa tay. Phàn đá coi. Phàn đá coi cô chú ơi. Cà bá vậy nè. Ôi vô trời. Ôi con cá hai, con cá của Huy luôn. Đây nhúng đó. Đây nhúng. Đây nhúng. Ôi trời chú chị ơi. Trúng lớn rồi, trúng lớn rồi.
Rồi là được rồi. Có là nó quấn nè kìa. Ê, hiểu có cá là nó nhảy ầu không vậy đó. Cá chứ gì, cái lóc nãy thì ra thấy gỗ gà, cái lóc bự không vượt. Cái lóc hồng. Cái lóc nuôi. Đừng có bóp nữa chứ. Thôi là chú con cá này trứng nè. Ừ, khỏe khó. Khó mà cưỡng lại đó nha. Thiệt, thấy mê không? Ừ, hồi đi văng hết trơn hai con xuống nước luôn. Muốn đi gặm Vinh. Chứ có đậu Vinh nhờ tàn của tàn của đẹp thấy ghê. Vét gì vậy Vinh? Đậu Vinh. Chiếc 3D. Chà. BD. Ủa phải em bé đâu đánh biết đi. Má thải khác. Cho nhỏ thả hết đi bà Tám ơi. Qua đây nè Vinh, 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 đi qua đây lựa cá nè Vinh. Cá sặc mới đi. Thôi cá sặc đây đây. Cá sặc ăn ngon. Cá đấu kiến bầu thả đi. Cho đấu kiến thả nè Tám ơi. Thả nha. Cá đấu kiến nó bị gãy rồi đó. Có bầu vô đi. Nó chưa đẻ rồi. Cá gô phi kìa bà Tám trên tay bà kìa nhỏ xíu kìa. Ở trên á. Nó hơi giật nó luôn. Đâu rồi Vinh, còn hết Vinh? Còn. Hết rồi bắt lẹ. Nè. Đây cô chú anh chị, cái này mình ăn nè, mình chừa nè, đó. Bây giờ mình đi thả. Nè cô chú anh chị ơi, bây giờ mình đi thả mấy em gái nhỏ nha, mấy em nhỏ nè. Rồi lại lên đi. Tán không mà, bởi gì. Rồi có cái ống rồi cô chú ơi. Lên, đứng lên nhóm nhỏ. Thằng ơi, cái vỏ đâu sao đưa cái quần vô rồi? Chết chỗ lại trời. Sao vậy sao? Con gì? Ôi trời ơi, trời ơi. Dạ chưa, ra chưa? Ê. Lôi ra, lôi ra. Ở đâu cái sọt kìa? Đi nè, đưa bắt. Trời ơi, chết chỗ gì trời. Cái vỏ không ai lấy cái quần. Chưa. Mấy con hả? Chậu là trời con hả? Bốn năm con lận. Chậu đi Vinh. Thánh thằng ơi là trời. Trời ơi, con chị ơi. Hai con luôn. Ôi khét ơi. Ừ, nó kêu kìa. Kêu gì? Thằng ơi cống nhỏ. Vô được hang rồi kêu hả? Mẹ ngu hôm nay tao lấy cái vỏ con mấy đi lưa cái quần. Biết đâu lấy rồi. Vinh kìa, tôi không có. Hai ba con luôn đây nè. Cái này được có nãy mà được con cá chơi cái chết luôn. Cá chơi rồi gọi xong luôn. Con về đi. Mày ngồi lên coi bà Tám mà phê hành quả rồi con chú ơi. Bữa nay ngon lành. Cô chở nó đi nha. Qua đây nè cô chú. Chính chỗ ơi, cho cô chú xem chị xem cái quả ếch này một cái đi ha. Con này bữa nay nè. Ôi trời ơi. Ôi bữa nay nè. Mở. Kế. Chớp. Chính. Hai thì bữa nay. Ủa là trời xíu đi rồi. Mẹ ngu bà ếch còn hơn bà Tám nó cá nữa. Thôi giờ không dám dở lại giờ cái gọng nè. Cái gọng nè.
để rửa cái gọng bỏ vô mới được. Nhảy quá trời. Hộp xíu nó nhảy này. Dạ, dạ, bóp cái vừa trên đây. Bóp nhỏ nhỏ mắt luôn trời. Cho bắn vô mặt luôn. Chớp mắt nó anh Vinh đẹp trai. Con miếng này. Dính gì? Ừ, trời xíu rồi. Cầm vô. Chịu. Rồi kìa, rồi kìa, đổ hay quá, gắt cái vỏ của tôi kìa. Đâu? Ừ. Cái ống cống này chọc vô nãy nè. Đâu? Ra bỏ bớt qua cái vỏ ốc. Đâu? Cái đâu? Lẹ đi. Ừ. Đúng rồi. Bỏ vô. Trời đâu ra, giờ hính rổ. Ủa, con ếch nó thở kìa. Thở, hi hi. Ôi. Ở đâu mà hên dữ vậy trời. Mấy con. Ôi trời. Đâu mà đã đời nha. Chân tay muốn lì lì chứ hả? Mày đâu có chút. Để cái lóc luôn, để cái lóc luôn. Để mấy cái con cá bự bự vô chứ đi. Vô. Tao cái này của chú. Thôi bỏ hết. À, cái chúng này. Đấy, mấy cái huy nhỏ bỏ thôi, tụi nhiêu lấy hết. Ê cái ốc kiến bự mà. Bự, nãy bỏ không con uổng ghê luôn. Mới đi mới chạy lên nãy giờ hai ba con cái bự gì không thôi đừng bự, bỏ chứ không. Con cái kỳ vậy. Cục được. Bự có hết. Đây cô chú ơi. Thấy mà ham luôn á trời. Ngồi một gọng luôn nè. Con này không có nào nãy giờ. Đựng cái quần á, chúng đựng quần ra hết. Ừ dám lắm ạ. Trời. Tưởng không có mà tính là mà đi ấy chơi thôi ai ngờ đâu tội tội. Thiệt trời. Bỏ vô đi Nhung bỏ hết vô luôn đi. Có gì? Có hết chứ luôn. Trời xíu chảy máu tay luôn. Để bỏ cá vô nha. Bỏ hết. Bỏ vô cái quần cái quần vô đi nè. Gì nói chứ. Cái con cái vừa đậy gọng luôn rồi. Bên này hôm bên này bội thu là không tưởng luôn. Ôi khỏe tôi. Bữa nay là nói chung là trúng mánh luôn nha cô chú anh chị. Bây giờ Nhung ơi. Vô mánh luôn rồi chú ơi. Đây là thành quả nha cô chú. Nãy giờ bắt là hơi mỏ tay mệt luôn á chứ mỏ tay. Cảm ơn bà chú nãy giờ xem hết video của bà chú. Nếu bà chú ấy thương con với bà Tám với chị em lớn thì nhớ đăng ký like bấm chuông để được nhận video mới của bà chú và con bà Tám nhân dân. Bye bye. Bye.